Chào mừng các bạn đến với Việt Nam thức giấc, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tờ Embronline.com đưa tin, Việt Nam nâng quan hệ với Pháp lên mức cao nhất. Reuters, Việt Nam và Pháp chính thức nâng cấp quan hệ lên cấp cao cấp độ cao nhất của đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam trong chuyến thăm Paris của Chủ tịch nước Thơ La Em. Động thái này nêu bật vai trò chiến lược ngày càng tăng của Việt Nam như một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Và đó là thành tựu mới nhất của một chính sách đối ngoại linh hoạt, được gọi là ngoại giao tre. Một tuyên bố chung được đưa ra hôm thứ Hai sau khi quan hệ được nâng cấp cho biết Tổng thống Việt Nam và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thảo luận về việc tăng cường hợp tác về quốc phòng và an ninh. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới như hàng không vũ trụ, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng giao thông sân bay, v.v. Sau khi đạt được một số thỏa thuận trong vài năm qua, bảy đối tác hàng đầu của Việt Nam hiện nay bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga và Australia. Số liệu chính thức cho thấy tổng giá trị thương mại giữa Việt Nam và Pháp đạt 3,4 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm nay, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2023. Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Pháp và Việt Nam. Trên cơ sở những thành tựu hợp tác song phương kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, đồng thời nhờ sự hội tụ lợi ích và tầm nhìn chung trên tinh thần chung tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron nhất trí nâng quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược toàn cầu, nhân chuyến thăm chính thức của ông John C. Tô Lâm sang Pháp vào ngày 6 và 7 tháng 10 năm 2024. Hợp tác chính trị sâu hơn khi đối với thách thức quốc tế, hai nước cam kết thúc đẩy quan hệ trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và tôn trọng sự bình đẳng, chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của mỗi bên. Trên cơ sở song phương, hai bên cam kết duy trì thường xuyên trao đổi, liên lạc cấp cao thông qua tất cả các kênh giữa chính quyền Pháp với Đảng Cộng sản, chính phủ, quốc hội và chính quyền địa phương Việt Nam, tăng cường và nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương để mở rộng phạm vi của nó. Pháp và Việt Nam nhấn mạnh vai trò thiết yếu của chủ nghĩa đa phương, trong đó Liên Hợp Quốc đóng vai trò trung tâm và tái khẳng định sự gắn bó của họ với Hiến chương Liên Hợp Quốc, và đặc biệt là tầm quan trọng của việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền đối với sự phát triển của mỗi quốc gia và các quyền tự do cơ bản. Hai bên cam kết tăng cường tham vấn và phối hợp tại các diễn đàn khu vực, đặc biệt là ASEAN và các diễn đàn quốc tế, trong đó có AIF. Pháp và Việt Nam nhắc lại cam kết duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông, cũng như tuân thủ đầy đủ Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Hai bên kiên quyết phản đối mọi hành vi đe dọa sử dụng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trái ngược luật pháp quốc tế, và tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì an ninh và tự do hàng hải và hàng không không bị cản trở, cũng như quyền đi lại vô hại ở Biển Đông. Họ ủng hộ các nỗ lực của khu vực nhằm đạt được bộ quy tắc ứng xử hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Cả hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài ở Ukraine, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là các nguyên tắc cơ bản được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Cả hai bên đều nhắc lại bản chất thiết yếu của việc tôn trọng độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của tất cả các quốc gia. Cả hai bên bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình leo thang cực kỳ đáng lo ngại ở Trung Đông, và kêu gọi tất cả các bên giảm leo thang và thực hiện biện pháp kiềm chế cao nhất, lên án mọi cuộc tấn công nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài ở dải Gaza, thả tất cả con tin và cung cấp viện trợ nhân đạo quy mô lớn và không bị cản trở. Cả hai bên đều nhắc lại sự gắn bó của họ với giải pháp hai nhà nước, giải pháp duy nhất có khả năng đảm bảo nền hòa bình công bằng và lâu dài giữa người Israel và người Palestine, cũng như sự ổn định của khu vực. Họ cũng kêu gọi ngừng bắn ở Lebanon cho phép đưa ra giải pháp ngoại giao theo nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an, tăng cường hợp tác về vấn đề quốc phòng, an ninh. Cả hai bên cam kết phát triển quan hệ trong lĩnh vực quốc phòng để tăng cường năng lực tự chủ theo nhu cầu của mình. Vì mục đích này, họ quyết định tạo động lực mới cho hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng bằng cách nghiên cứu, khởi xướng và thực hiện các dự án cơ cấu. Họ có ý định tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác, tham vấn cũng như các hoạt động đào tạo, phù hợp với các thỏa thuận khác nhau điều chỉnh quan hệ quốc phòng giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực quân y, hoạt động gìn giữ hòa bình, hoạt động quân sự và hỗ trợ cứu trợ. Hai bên cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác tưởng niệm nhân dịp chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang Pháp nhân dịp kỷ niệm trận Điện Biên Phủ. Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tàu Pháp cập cảng Việt Nam,
theo quy định của pháp luật Việt Nam nhằm phát triển hợp tác chung và trao đổi chuyên môn giữa Hải quân và lực lượng cảnh sát biển. Cả hai bên cam kết thúc đẩy hợp tác và đào tạo trong lĩnh vực an ninh và đấu tranh chống nhập cư bất hợp pháp và buôn người. Họ cam kết tăng cường trao đổi thông tin trong cuộc chiến chống tội phạm. Các bên cũng sẽ phát triển hợp tác trong bảo vệ dân sự và tăng cường năng lực cứu hộ và chữa cháy, tăng cường hợp tác kinh tế để phát triển thương mại và đổi mới. Hai bên tái khẳng định quyết tâm chung tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, vốn là trụ cột của quan hệ song phương. Hai bên nhắc lại tầm quan trọng của việc tiếp tục thực hiện đầy đủ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, bao gồm cả các vấn đề tiếp cận thị trường và bảo vệ sở hữu trí tuệ. Về đầu tư, hai bên sẽ thúc đẩy các dự án đầu tư chéo bằng cách hướng tới một môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và có thể dự đoán được. Cả hai bên đều nhắc lại tầm quan trọng của thỏa thuận bảo hộ đầu tư với Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên. Việt Nam bày tỏ mong muốn được Pháp phê chuẩn trong thời gian sớm nhất. Hai bên mong muốn làm sâu sắc và phát triển hợp tác chiến lược trong lĩnh vực đổi mới và công nghệ mới, đặc biệt thông qua trao đổi về chính sách công và hoạt động đào tạo. Việt Nam mong muốn tiếp tục và phát triển hợp tác với Pháp và các công ty của Pháp trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, giao thông đô thị và đường sắt, năng lượng tái tạo và chuyển tiếp, hydrocarbon thấp, nền kinh tế tuần hoàn và kinh tế kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng hậu cần và cảng biển, hàng không dân dụng và cáp ngầm. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu ứng dụng công nghệ hạt nhân dân dụng, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Hai bên cam kết tăng cường và mở rộng phạm vi hợp tác trong lĩnh vực vệ tinh. Họ mong muốn mở rộng hợp tác sang lĩnh vực khoáng sản quan trọng, tăng cường hợp tác để phát triển bền vững và khỏe mạnh. Đối mặt với vấn đề biến đổi khí hậu, cả hai bên tái khẳng định quyết tâm đạt được các mục tiêu mà thỏa thuận Paris 2015 đặt ra. Cả hai bên tái khẳng định cam kết hài hòa giữa phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường trong khuôn khổ Hiệp ước Paris vì con người và hành tinh. Pháp hoan nghênh những cam kết đầy tham vọng của Việt Nam hướng tới trung hòa carbon vào năm 2050 và loại bỏ dần than đá. Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam để giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu và giảm lượng carbon trong mô hình kinh tế, đặc biệt là trong khuôn khổ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, GETP. Việt Nam ghi nhận và ủng hộ CTA, Coal Transition Accelerator, sáng kiến nhằm phát triển các giải pháp đẩy nhanh việc thoát khỏi than. Pháp sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam nhằm giải quyết hậu quả của biến đổi khí hậu trên toàn lãnh thổ, trong đó có đồng bằng sông Cửu Long. Hai bên thừa nhận vấn đề quan trọng đối với hành tinh và khí hậu mà các đại dương đại diện và cam kết tăng cường trao đổi trong lĩnh vực này trong khuôn khổ đối thoại hợp tác hàng hải, đặc biệt là để đảm bảo sự thành công của Đại hội lần thứ 3 của Liên Hợp Quốc. Hội nghị sẽ được tổ chức tại Nice vào tháng 6 năm 2025. Trên tinh thần này, hai bên đang tiếp tục và tăng cường hợp tác về đánh bắt cá bền vững theo các tiêu chuẩn quốc tế và châu Âu hiện hành, tiếp tục phát triển trao đổi con người. Trao đổi con người là nền tảng của mối quan hệ song phương. Hai bên cam kết tăng cường trao đổi giữa nhân dân hai nước bằng cách thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, bao gồm di sản, thể thao, di chuyển đại học và khoa học cũng như giảng dạy tiếng Pháp và tiếng Việt. Họ góp phần vào sự hiểu biết lẫn nhau và tình đoàn kết giữa thanh niên và nhân dân chúng ta, đồng thời là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế và xã hội. Cả hai bên cam kết tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực y tế, tư pháp, quản trị và nông nghiệp, đồng thời hoan nghênh việc tiếp tục tăng cường hợp tác phi tập trung. Trên cơ sở các trục của tuyên bố chung này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của hai nước có trách nhiệm, cùng với các cơ quan có thẩm quyền, xây dựng, trong thời gian sớm nhất một kế hoạch hành động nhằm đạt được các mục tiêu nêu trên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.